Như vậy thì coi trật tự tí. Lúc nãy chúng ta đã biết là cái sử dụng màu thì chúng ta có hai màu. Màu trên là để màu vẽ, tức là các bạn có thể là sử dụng cây cọ vẽ ở đây. Brush. Rồi các bạn chọn màu đỏ thì các bạn có thể vẽ ra. Đó, một nét mực nó màu đỏ. Nếu mà chúng ta đổi màu đi, chúng ta đổi thành màu vàng thì chúng ta vẽ ra màu vàng. Như vậy màu này chúng ta gọi là màu vẽ. Màu phía dưới là màu nền. Như vậy với một bức ảnh mà các bạn nhìn thấy cái background nó chuyển màu được chưa nào? Như vậy trước tiên các bạn sẽ tạo new cho thầy, và các bạn chọn trong cái phần reset nè, các bạn cho thầy là cái ảnh này là final. Các bạn chọn đúng kích thước final. Cái này là đối với lại Photoshop CS6 nha. Còn nếu mà những cái Photoshop khác mà nó không có cái reset theo cái file ảnh này thì các bạn làm cách khác. Ok. Đấy, chúng ta có một file ảnh mới. Bây giờ file ảnh này nếu như mà các bạn tô một màu vàng, vậy màu vàng này nó có cái thông số màu là gì? Trật tự đi. Thông số màu của màu này nếu chúng ta không biết thì chúng ta có thể lấy bút để chúng ta lấy màu. Đấy. Ví dụ các bạn lấy chuột ở đâu thì nó sẽ lấy màu đấy cho các bạn chỗ màu vẽ. Ví dụ các bạn lấy chuột ở trên này thì nó lấy cái màu vàng và nó tô vào đây. Các bạn lấy chuột ở trái cherry thì nó lấy màu ghi này, nó đưa vô trái táo. Đấy. Như vậy thì cứ mỗi lần mình lấy chuột là nó tự động nó lấy màu ngay tại cây bút mà chúng ta lấy chuột. Hoặc là các bạn sẽ click chuột vô đây, nó hiện lên cái bảng màu, và từ đây các bạn cũng dùng cây bút các bạn đi lấy màu cũng được, cũng giống nhau. Như vậy thì chúng ta có được cái màu vẽ, và màu nền ở dưới nó là màu trắng thì chúng ta để màu trắng luôn. Rồi chúng ta sẽ tô màu. Chú ý phím nóng giùm thầy. Bây giờ chúng ta quan tâm đến phần layer. Các bạn sẽ mở cái bảng này ra cho nó rộng, cho nó dễ thấy cái layer, nó không có bị tự động thu vào. Chúng ta sẽ làm bằng cách là các bạn chọn new cho thầy một cái layer mới. Ở phía dưới này nó có là create new layer. Các bạn tạo một cái layer mới cho thầy. Thì layer này nó tự động nó tạo ở phía trên cái layer hiện tại. Vậy nếu mình tô màu thì các bạn có thể tô một màu bằng cách các bạn sẽ chọn công cụ tô. Nếu tô một màu thì các bạn chọn cái ở giữa giùm thầy, lấy chuột vô đây. Đấy, tô một màu. Và ở phía trên thanh này gọi là thanh property. Khi các bạn lấy chuột chọn một công cụ bất kỳ thì cái thanh phía trên này nó sẽ thay đổi theo. Tùy theo cái công cụ các bạn chọn mà cái thanh nó thay đổi. Như vậy chúng ta chọn công cụ tô màu thì trên này nó có nè, tô màu theo màu gì? Theo màu foreground hay là theo pattern? Foreground là màu vàng mình đang chọn. Pattern là gì? Là thêm một cái mẫu nào đấy. Mẫu. Mình có thể lấy mẫu ở trong này. Đó, mình có thể lấy mẫu ở trong này. Được chưa? Mẫu bất kỳ. Đó, như vậy là chúng ta đã tô màu theo mẫu hay tô màu theo hình nền, theo màu nền. Nhưng cái mà chúng ta cần không phải màu này. Cái chúng ta cần là trên vàng dưới trắng. Vậy thì chỗ này chúng ta tô màu như thế nào? Chúng ta có thể Ctrl Z. Ctrl Alt Z để các bạn quay trở lại nhiều bước trước đó.
Còn Photoshop thì thường nó Ctrl Z là nó cứ quay đi quay lại một bước thôi. Các bạn nhấn thêm phím Internet nữa thì nó sẽ quay lại nhiều bước. Như vậy thì bản thân cái màu trắng này là của background. Nếu chúng ta tắt đi thì các bạn sẽ thấy có biểu thị là transparent. Bây giờ chúng ta bắt đầu tô màu chuyển sắc. Các bạn chọn gradient, tô màu chuyển sắc. Trên thanh công cụ tô màu chuyển sắc thì nó có property là chúng ta sẽ chọn tô màu theo kiểu gì. Trong này có rất nhiều kiểu. Bây giờ thì chọn màu khác cho nó nổi tí xíu, các bạn dễ thấy. Vàng, đỏ, đỏ xanh đi, cho nó dễ phân biệt, các bạn dễ thấy. Bây giờ tô màu chuyển sắc, các bạn sẽ thấy là nó chuyển từ xanh sang đỏ. Nếu như mình chọn ở đây thì mình kéo chuột ở trên, lít chuột kéo xuống dưới, nó sẽ tô cho các bạn từ điểm đầu là xanh cho đến điểm cuối là đỏ. Nếu như chúng ta kéo từ góc này kéo qua thì bên này là xanh, bên này là đỏ. Nếu chúng ta kéo ngược lại thì nó cứ tạo thêm một đường thẳng mà chúng ta thấy chúng ta đang tạo ở các góc. Giả sử chúng ta kéo không phải là bắt đầu mà chúng ta kéo lửng lửng ở đây và thả ở đây thì chuyện gì xảy ra? Kéo từ đây thả xuống đây, chuyện gì xảy ra? Như vậy thì nó sẽ bắt đầu từ đây, bắt đầu từ đây là màu xanh này. Như vậy từ đây trở lên là hoàn toàn xanh, bắt đầu từ đây trở xuống là hoàn toàn đỏ theo màu này, và từ ở dưới này lên đến đây là nó sẽ hòa tròn lẫn nhau. Từ đây 100% giảm dần cho đến không, và đỏ thì nó tăng dần. Đó là một. Chúng ta sẽ tạo một layer mới và chúng ta test với một cái tô màu khác, cũng là tô màu chuyển sắc, nhưng thầy chọn kiểu thứ hai. Kiểu thứ hai các bạn thấy có gì khác? Nó chỉ có màu vẽ và trong suốt. Như vậy thì lúc này các bạn kéo chuột từ trên xuống, nó chỉ tô màu xanh, màu đỏ nó không có. Tô màu xanh, màu đỏ không có. Giả sử chúng ta kéo từ dưới lên thì nó cũng chỉ tô màu xanh. Bây giờ mình bật layer 1 lên, chuyện gì đã xảy ra? Do cái layer 2 nó che ở trên cho nên mình có cảm giác là màu xanh tô hai phía. Bởi vì cái layer 2 nó chỉ tô phần dưới, còn phần trên là trong suốt. Được chưa nào? Như vậy chúng ta có rất là nhiều cách tô ở đây. Chúng ta có thể chọn, đây là những cái mẫu mà người ta đã làm sẵn cho chúng ta. Mẫu người ta đã làm sẵn. Đó. Mẫu. Chúng ta có thể chọn cầu vồng. Chúng ta có thể chọn một kiểu khác nữa. Được chưa nào? Rồi, chuyện gì xảy ra nữa nào? Chúng ta sẽ chọn kiểu ở bên này nữa. Chúng ta lúc nãy giờ là đang tô theo đường thẳng. Bây giờ tô theo dạng hình tròn. Lấy chuột vô đây. Cũng là cầu vồng này. Thầy lấy chuột ở giữa, thầy kéo ra. Rồi, tiếp. Chúng ta có thể chọn cái lúc nãy lít chục ở giữa kéo ra. Màu xanh ở giữa, màu đỏ xung quanh. Chúng ta muốn màu đỏ ở giữa thì làm sao? Kéo vô. Chỗ nào lít chục thì chỗ đó là màu đầu tiên, là màu vẽ. Cho nên chúng ta muốn màu đỏ ở giữa thì nhiệm vụ của chúng ta là đảo màu lại. Đảo màu lại.
đỏ trên xanh dưới. Vậy thì chúng ta click chuột ở giữa, nó sẽ là màu đỏ vẽ trước. Đấy, được chưa nào? Như vậy chúng ta đã hiểu về tô màu chuyển sắc. Chúng ta có thể tô bằng cách là vòng tròn nhưng mà theo một cái góc, theo một cái góc. Đây là 100% đỏ, xoay một vòng qua đến đây 100% xanh. Đường viền này chúng ta có thể bỏ đi bằng cách các bạn kéo ngược lên cái thước là nó tự mất. Rồi tô màu có gì nữa? Chúng ta sẽ tô theo kiểu là dạng đối xứng. Như vậy thì thầy sẽ chọn tô màu kéo từ đây qua đây. Đó. Nó sẽ tô màu đỏ ở giữa, màu xanh xung quanh. Rồi một cách khác, giống như một ngôi sao, thay vì vòng tròn thì nó to theo kiểu là hình vuông và mờ dần. Như vậy cái cách tô màu thì tùy theo cái ứng dụng mà chúng ta sẽ sử dụng cái cách tô màu khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái vị trí đầu tiên mà chúng ta tạo new layer, và các bạn sẽ chọn màu cho thầy. Màu đầu tiên final. Bây giờ màu nó khác rồi đúng không? Chúng ta bấm vô đây, hoặc là các bạn nhấn chữ D, nó sẽ quay lại màu trắng đen. Rồi click chuột vô màu đen, chúng ta sẽ đi chọn màu vàng. Chúng ta đã có vàng trắng. Tương tự như lúc nãy, chúng ta sẽ chọn tô màu chuyển sắc, chọn từ vàng sang trắng. Chúng ta sẽ click chuột từ trên, nhấn shift. Bình thường chúng ta có thể kéo nghiêng. Nếu mà chúng ta đưa chuột ở đây, chúng ta nghĩ là thẳng nhưng mà chưa chắc thẳng, chúng ta nhấn shift vào, thấy không? Nhấn shift vào nó sẽ khác nè. Nó nhảy cái đường thẳng nè. Đấy, như vậy nhấn shift vào thì cái đường thẳng của chúng ta nó sẽ chính xác, và chúng ta chọn kiểu đầu tiên mới được. Nó chọn kiểu đầu tiên sao chỉ ở đây rồi, ok. Đấy, như vậy chúng ta đã chuyển từ vàng sang trắng. Đó là phần tô nền chuyển sắc. Rồi, còn phần còn lại thì các bạn cắt các đối tượng và các bạn đưa qua đây thì giống như bài tập tập 1. Và nhớ làm đúng kích thước của cái này giúp thầy. Nếu mà máy nào mà các bạn tạo new mà không có cái preset theo cái final thì các bạn làm cách nào? Cũng được. Còn không thì các bạn chọn cái final, các bạn chọn Ctrl A là chọn cả một file. Ctrl A, Ctrl C, và lúc này các bạn new. Ở đây nó sẽ để là preset là clipboard. Tương tự nó cũng lấy kích thước và độ phân giải giống như bức ảnh gốc. Ok, nhưng mình không Ctrl V, bởi vì Ctrl V là không có điểm. Các bạn phải tự cắt bên kia bỏ qua. Mình chỉ lấy kích thước và cái preset của nó thôi. Nếu trong trường hợp mà các bạn không có được preset thì các bạn làm như thế. Rồi, có ai thắc mắc gì phần này nữa không? Không copy nhé.